Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhiệt Long Audio Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em thông báo lên hàng ngày. Đây là một kênh chuyên test các sản phẩm cũng như báo giá để cho quý vị và các bạn cân đối được cái mức đầu tư cho một bộ dàn âm thanh nhà mình, và để cho quý vị và các bạn cùng tham khảo được những cái sản phẩm tối ưu nhất cho những bộ mình muốn đầu tư. Và hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa AR3 bánh tiêu. Đây là một dòng được các bác chơi mệnh danh là ông vua nhạc vàng, và đang gọi là ghép thôi chứ thực làm nói là em tiện thể thì em ghép luôn vào đôi loa để em giới thiệu cho các bác là một bộ kéo đẩy của hãng Acouphay có model là C200X và P300X. Một cái bộ phối ghép như này thì chắc chắn là các bác chưa ghép bao giờ. Đấy, thì là em ghép mình theo cái tai của em thì gọi là cũng nghe được thôi, chứ còn nếu mà còn tùy thuộc theo các bác ghép như thế nào thì đấy là tùy vào tai của mỗi người. Thì đây là gọi là ghép đôi khi là ghép cho nó gọi là mới mẻ, cho nó ngầu thôi, chứ còn thực ra nói thì ít khi các bác ghép được kiểu này đó. Đấy, gọi là hôm nay em ghép một cái video này thì chủ yếu là giới thiệu cho các bác là cái sản phẩm mới về bên em thôi, chứ không gọi là còn các bác nghe có thuận tai không thì là do cảm nhận của mỗi người. Đấy, thì cái bộ Acouphay C200X và 300X này nó cũng thuộc là đời cổ, và nó hợp với những cái dòng loa như JB hay Tainoi hay BW và những dòng loa Nhật thôi. Còn AR thì gần như là chưa ai ghép. Đấy, chẳng qua là em ghép như này là chẳng qua là mang tính chất là em thông báo cho các bác là test các sản phẩm nó hoạt động hoàn hảo thôi, còn các bác nghe nó có thuận tai hay không đấy là do tùy vào mỗi người. Còn với em thì em nghe như này thì gọi là cũng gọi là chấp nhận được. Đấy, còn chưa nhiều khi là dòng này nó vẫn là dòng cổ của Nhật, thì là ta xét về cái độ tuổi đời của nó thì là nó ghép với hai dòng này nó cũng tương đối là được đấy bạn, chứ còn tùy theo từng người anh em thôi. Và em xin nói luôn là cái bộ J-Pow Acouphay C200X 300X này là về với tình trạng này đẹp xuất sắc, không có vỏ gỗ, là em bán với giá là đi 41 triệu, còn cái vỏ còn những bộ mà có vỏ thì em bán 43 triệu. Đấy, nên để cho quý vị và các bạn cùng cân đối được cái mức đầu tư nhà mình. Và bây giờ em sẽ đi quay vào giới thiệu cho các bác chi tiết hơn. Vâng, đây là đôi loa AR3 bánh tiêu. Quý vị cũng đã biết rồi, những dòng AR3 được các bác mệnh danh là ông vua nhạc vàng đây. Con này tình trạng là tương đối đẹp. Con này mặt mùn ít mùn và em bán với giá là 22 triệu đồng. Căng lai. Đấy, nên là con này là căng lai chứ không phải căng zin các bác nhá. Con này gồm một bát 30, màng giấy, gân mút và một mic bông và một chép ruồi. Đây mic bông chép ruồi ngoài sau, bên sau nó còn có cái thay tinh chỉnh nha các bác nhá. Đấy, bên sau nó còn hai chiếc tinh chỉnh đấy. Đấy là đây là chiếc loa bên này. Đấy, tình trạng cũng tương đối là đẹp đấy. Thùng quách thì rất là đẹp, không vuông vắn, không xước mẻ gì các bác nhá. Đấy, quay cho các bác thôi. Thùng quách tương đối là đẹp luôn các bác. Vâng, và đây là chiếc dề.
C200X. Con này là mặt vàng chanh rất là đẹp luôn, và bên dưới có cái lắp cửa ben. Đấy, lắp cửa ben là có các chế độ cái jack 3.5 gắn vào đây. Những dòng 300X, 200X em bán rất là nhiều luôn. Đấy, tầm tiền nó thì các bác không thể lựa chọn tốt hơn được. Tầm tiền nó là dòng Aquaphoe thì các bác kiếm hơi khó, bởi vì giá 41 triệu là các bác mua những con bộ này đánh rất hay luôn rồi. Đấy, kéo đẩy đi. Đây là đây là phần chép này, chép chỉnh trái phải này, led dài trái phải này, bát thế, bởi vì là chỉnh hai kênh riêng biệt luôn, bát hai kênh. Đây volume các bác biết rồi, ba lăng này. Đấy, tất cả là hoạt động hoàn hảo các chức năng volume. Đấy, còn đây các đường input này, aux, tuner đi 1 đi 2. Đấy, còn đây là tone. Các bác nhả tone ra thì là đánh thẳng rồi, còn ấn vào thì là nó sẽ đánh qua mảnh âm sắc, còn các bác nhả ra thì nó không đánh qua mảnh âm sắc. Và đây là lòng lướt này, dòng này ghi com thôi nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Dòng con pao thiết kế hai gu rất là đẹp luôn. Và đây con này kể pao các bác không cần dề các bác đánh được, bởi vì này nó có hai đường volume này. Đấy, hai volume. Đấy, hai volume. Đây còn cầu loa các bác đã biết rồi. Ở đây là chỉnh các chế độ master, chỉnh chế độ vẩy của kim vu. Đây con lắp pen. Đây bộ này em mang bán giá 41 triệu, còn đôi loa 22 triệu, rất là tốt luôn cho các bác. Và bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác cùng nghe thử. Video giới thiệu sản phẩm cũng như test sản phẩm đến đây em xin dừng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại đăng ký trên kênh, và quý vị đừng quên bấm vào đăng ký kênh ủng hộ giúp em để cập nhật những video mới nhất cũng như sản phẩm mới nhất để cho quý vị và các bạn cân đối được cái mức đầu tư cho bộ dàn âm thanh nhà mình.
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Em xin cảm ơn.